Sau khi giới thiệu bản facelift của E-Class vào đầu năm nay, Mercedes đã tiếp tục nâng cấp phiên bản E63S AMG mạnh mẽ nhất, gồm cả hai biến thể wagon và sedan. Hệ truyền động của E63S mới gần như được giữ nguyên so với trước. Khối động cơ V8 4.0 lít tăng áp kép với tên mã M177 vẫn cho ra công suất cực đại 612 mã lực và 850 Nm moment xoắn. Hộp số tự động chính cấp AMG SpeedShift MCT sử dụng ly hợp ướt đa đĩa thay cho bộ biến mô, giúp giảm khối lượng và tối ưu độ phản hồi. Hệ dẫn động 4 bánh 4MATIC Plus là trang bị tiêu chuẩn với khả năng phân chia lực kéo biến thiên giữa hai cầu. Khi kích hoạt chế độ RIP Mode, E63S chỉ dẫn động cầu sau, hệ thống cân bằng điện tử ESP bị vô hiệu hóa và hộp số chuyển sang chế độ thủ công. E63S được trang bị khóa vi sai cầu sau, giúp giảm hiện tượng trượt của bánh xe phía trong góc cua mà không cần phải sử dụng phanh để can thiệp. Hệ thống treo được tinh chỉnh lại kết cấu và đi kèm với giảm chấn khí nén 3 bùng hơi, với độ cứng được thay đổi theo 3 chế độ là Comfort, Sport và Sport Plus. Chịu trách nhiệm kìm hãm chiếc xe là hệ thống phanh hiệu suất cao, với đĩa phanh trước 390mm hoặc lên tới 402mm với tùy chọn phanh carbon ceramic. Về hiệu suất, E63S tăng tốc từ 0 lên 100km/h trong 3,4 giây và đạt tốc độ tối đa 300km/h. Phiên bản wagon sẽ chậm hơn đôi chút, với hai thông số tương ứng là 3,5 giây và 290km/h. Ngoại hình của E63S mới dựa trên bản facelift và được bổ sung lưới tản nhiệt Panamericana, phần cản trước sau hầm hố, mâm xe và ốp lường hai bên thể thao, cánh gió đuôi trên nắp cốp, vây khuếch tán gió gầm và cặp ống xả kép hình thang mạnh mẽ. Di chuyển vào bên trong, E63S nhận được vô lăng 3 chấu kép mới của AMG và đi kèm những nấm xoay có tích hợp màn hình màu. Da nắp pha được dùng cho mặt táp lô và bộ ghế thể thao AMG, kết hợp với những đường chỉ khâu màu vàng tương phản. Hệ thống MBUX gồm hai màn hình rộng 12,25 inch với 3 chế độ hiển thị là Modern Classic, Sport và Super Sport, giúp cung cấp mọi thông số vận hành của xe. E63S AMG Sedan có giá khởi điểm từ 122.160 euro tại Đức, tương đương 3 tỷ 320 triệu đồng. Vừa rồi là video tìm hiểu chi tiết Mercedes E63S AMG 2021. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký và bấm vào nút chuông bên cạnh để nhận được thông báo của những video giới thiệu về công nghệ và các mẫu xe mới nhất hiện nay của xe 24 giờ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.